cảnh sát điều tra cái tin này chưa chắc nha. Bạn gái mèo béo không phải lừa tiền mà là bị oan. Tháng 11, 2021, mèo béo và Đàm quen nhau qua game. Ngày 24 tháng 12, chính thức hẹn hò. Tháng 3, cả hai du lịch cùng em gái và bạn trai của em gái. Sau khi cãi nhau rồi quay lại, Đàm tỏ vẻ không muốn yêu xa, muốn mèo béo đến trùng khánh sống. Cả hai hẹn nhau tháng 10 sống cùng nhau. Tháng 10, mèo béo đến trùng khánh cùng nhiều lần qua nhà Đàm chơi. Tháng 11 có đăng ảnh công khai quan hệ trong vòng bạn bè trên WeChat. Sau đó hai bên bàn nhau mở tiệm hoa. Mèo béo bỏ vốn 70.000 tệ tháng 12 khai trương. 7 tháng 2 2024, trước Tết âm lịch, Đàm có dẫn mèo béo về quê giới thiệu cho gia đình. Trong lúc quen nhau, hai người thường xuyên cãi nhau, chia tay rồi tái hợp. Ngày 3 tháng 4, hai bên liên tục cãi nhau, đưa ra lời chia tay. Ngày 5 tháng 4, Đàm nhắn tin cho mèo béo. Hai bên cho nhau thời gian tự mình bình tĩnh. Mèo béo nhắn WeChat cho Đàm, muốn gửi tiền cho Đàm. Đàm nhắn là anh gửi cho em làm gì, anh còn nhỏ cũng dần dùng tiền, các em cũng không chơi dài lâu được. Anh tự biết mình tiết kiệm, tính toán cho tương lai sau này được chuyển cho em. Nhưng mèo béo vẫn chuyển cho Đàm 66.000 tệ ghi chú là tự nguyện. Dặn Đàm kinh doanh tìm hai rồi chặn tài khoản Alipay của Đàm. Sáng ngày 11 tháng 4, mèo béo nhắn tin cho Đàm, chúng ta kết thúc rồi, nhảy xong. Từ tháng 11 đến ngày 11 tháng 4, 2024, mèo béo tổng gửi cho, ý là nguyên thời gian quen nhau á, gửi cho Đàm 800.000 tệ. Đàm cũng gửi cho mèo béo và người nhà mèo béo tổng cộng 463.000 tệ. Hai người trong lúc hẹn hò có mở các tài khoản tiết kiệm chung dùng cho các chi phí sinh hoạt kinh doanh. Theo cảnh sát điều tra, chị là em gái của mèo béo và những người khác lập kế hoạch ứng dụng dư luận internet để bạo lực đạt mạng Đàm. Những người lan truyền lời đồn bị phạt hành chính. Hả? Là including me hả? Em nghe gì chưa? Chưa, nghe gì vậy? Mèo béo không bị lừa tiền mà là bị oan. Oan là sao? Gọi là Đàm Trúc bị oan. Nhưng mà cái thông tin này không biết, tên này đọc trên mạng thôi chứ không có biết má ơi. Plot twist, những người truyền lời sai sẽ bị phạt hành chính. Sự thật Đàm không phải kẻ đầu mỏ nhưng người tổn thương, nhưng những tổn thương Đàm được trong thời gian qua thì sao? Cuối cùng có ai xin lỗi Đàm không? Chị xin lỗi em ơi. Nếu như đó là sự thật thì chị rất là xin lỗi em nè. Ý là hai người có gặp nhau rất là nhiều lần rồi. Còn qua nhà nhau chơi nữa, cả hai du lịch cùng nhau nữa. Rồi hả, hẹn là tháng 10 sống cùng nhau. Xong rồi kiểu là hai thời gian quen nhau là hai người thường xuyên cãi nhau, chia tay rồi tái hợp. Muốn gửi nè, mèo béo nhắn WeChat cho Đàm, muốn gửi tiền cho Đàm. Đàm nhắn là anh gửi cho em làm gì, anh còn nhỏ cũng cần dùng tiền game. Game còn không chơi lại dài lâu được, anh tự tiết kiệm lấy, tính toán như tương lai sau này đừng chuyển cho em. Nhưng mèo béo vận chuyển 66.000 tệ ghi chú tự nguyện cho, dặn Đàm kinh doanh tiệm hoa rồi chặn tài khoản này. Rạng sáng mèo nhá, chúng ta kết thúc rồi, nhảy xong. Mèo bé tổng cộng gửi cho Đàm 800.000 tệ. Rồi 800.000 tệ. Nhưng mà Đàm cũng gửi cho mèo bé và người nhà mèo bé tổng cộng 400.000 tệ. Hai người trong lúc hẹn hò mở kinh doanh tài khoản tiết kiệm chung dùng cho kinh doanh. Ủa nhưng mà đã được confirm chưa? Cái này được confirm chưa? Không biết, thấy thì vậy đó. Thôi chứ đâu biết đâu. Được confirm chưa? Không, nhưng mà thiệt ra là cũng mình cũng, tôi thấy có mấy bạn quay xe mà quay gì nữa, tầm này mà quay gì nữa, sao giờ mới thanh ai biết cái này, vụ này bên Trung Quốc má ơi, chứ không phải là ở Việt Nam đâu. Tôi chưa quay xe vội, đợi khi nào có những cái tin có được ăn ở đâu. Vụ này bên Trung Quốc mà, có phải Việt Nam mình nhanh. Cái tay ra không bỏng tay bây giờ. Trời ơi, nó sôi sùng sục ở đây á, lấy ra ngoài đợi xíu đi cho nó, chứ không nó sôi sùng sục ở đây là nó phỏng á. Cái này là gì đây? Không biết, cái này là đọc trên mạng thôi chứ chưa chắc nha. Không có biết thì chưa có đi lan truyền thông tin sự thật gì hết. Một đứa ngu một đứa tham. Ủa, nói đến vậy mà vẫn có đứa kia một đứa ngu một đứa tham. Là hai đứa vẫn hẹn hò, hai đứa vẫn dating, hai đứa vẫn bình thường với nhau. Chứ không có lừa tiền gì ở đây hết. Thôi nhưng mà tôi chưa biết thì nên tôi chưa nói gì hết. Nhưng mà nếu như đây là sự thật thì vẫn có người bảo một đứa lừa, một đứa tham, một đứa ngu. Tham ngu gì đâu trời. Cảnh sát confirm thôi, nhưng mà cái này cảnh sát Trung Quốc tôi không có chắc nha. Cảnh sát ý là ví dụ vụ việc này không biết, sao tôi biết được chuyện gì. Công an thông báo rồi nhưng mày biết chết là thật. Tất nhiên vụ chết thì vẫn là thật, nhưng mà bộ chị kia ai biết chuyện gì. Vậy là bên Weibo là tài khoản. Trời ơi, khủng khiếp vậy. My god. Thì người ta phải điều tra nữa, chết rồi. Vậy là người nghiệp, vậy là thời gian qua tôi sẽ gánh nghiệp. Ô trời ơi, đây là một cái giá phải trả cho tôi. Ủa không, nhưng mà tôi cũng đâu phải là người lan truyền cái tin đồn. Mình đâu có lan truyền đâu. Nói chung á,
giờ cũng khó hẹn, khó nói quá. Những lúc đó là còn có tin nhắn tin này tin kia nữa. Chết rồi, tụi chị thấy có lỗi quá. Bởi vậy những cái tin tức trên mạng chúng ta chỉ nên tin 50% thôi. 50% thôi, chứ còn lại là chúng ta cũng chưa mọi biết. Mọi chuyện có thể thay đổi bất cứ lúc vậy. Nào. Sao mà sao bây giờ hiểu lầm thiệt chứ. Hiểu lầm thiệt chứ, khó nói quá. À. Nhưng mà nếu mà như vậy thiệt thì thời gian qua Đàm Trúc đã phải chịu những kinh khủng quá. Nhưng mà sự việc mà Đàm Trúc có quen người khác trong lúc quen yêu đương bèo bèo thì cũng có bằng chứng đó rồi. Nhưng mà biết đâu lúc đó là lúc hai đứa cãi nhau. Ủa, cãi tại nhau vì cái này là hai đứa đang cãi nhau rất là cãi nhiều. Cãi nhau xong rồi tán đứa khác xong rồi lại hòa hợp lại. Thì lên biết đâu nó lại chia tay đứa kia rồi nó hòa hợp lại sao? Ý là cái chuyện đó mình cũng chưa chắc được phải không? A few moments later. Vụ này mọi người biết ai mới là người sai không? Là tôi sai. Nói chung là hóng trên mạng vậy thôi chứ trời ơi, ta nói là hả? Hóng trên mạng nhưng mà trời ơi, một nơi xa xôi. Đó, trời ơi, cuối cùng vậy quay. Quay xe không anh em ơi? Chị và em gái của Mèo Béo dùng những người khác lập kế hoạch xuống dùng như mừng để bạo lực mạng Đàm. Trời ơi, vậy mà ngày hôm đó tôi up được cái status là hả? Cái gì mà Trúc rỗng không có tim? Rồi tôi đọc thấy hay quá trời. Mà sao bây giờ mình đọc lại mình mới thấy mình mới là người không có tim? Hình như nghe sao mà sau vụ này là bắt đầu thấy được những cái vụ là hả, những cái tin nhắn rồi, những cái tin nhắn fake nữa. Sau này là còn phát triển thêm là mấy cái vụ mà hả, tin nhắn là fake rồi đúng không, xong rồi phát triển thấy cái gì mà hình ảnh là tùm lum tùm la, hình ảnh là không có ai trong đó là Mèo Béo thiệt nữa. Xong rồi sau này còn cái vụ cái gì mà Đàm Trúc bị đánh nữa má ơi. Trời ơi, thôi. Tất cả đều là bị oan. Trời ơi là Thi, bữa sau bớt. Nhân dịp này em cũng gửi lời, đó là cái miệng em. Lỗi lầm của em là cái miệng của em. Đáng lý là em nên chờ kết quả cuối cùng đi. Chứ em chưa gì mà em được gọi là cái miệng của em đưa đọc những cái thông tin nó xong lên rồi còn bày đặt. Em hối hận quá mình chị ơi, em hối hận quá. Thôi nhưng cái vụ này nó cũng đã mọi chuyện cũng ngã ngủ rồi. Bây giờ là quá nhiều cái gọi là twist trong cuộc sống này. Thôi em chịu không nổi nữa rồi mấy anh chị ơi. Lỗi lầm này em xin nhận hết. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.